Ngày 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tú Trinh, 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, 12 năm tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6 năm 2020, Trinh mượn của bà Võ Kim Phượng 41 triệu đồng, hai bên thỏa thuận lãi suất 2 triệu đồng một tháng. Do Trinh không trả tiền lãi 2 tháng nên bà Phượng tính vào tiền gốc, tổng cộng Trinh nợ 45 triệu đồng. Sau đó Trinh hẹn ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ trả tiền. Đến hẹn, bà Phượng đi đến nhà Trinh lấy tiền. Lúc ấy thấy đứa con đang cầm sợi dây dù ngồi chơi gần đó nên TRINH nảy sinh ý định siết cổ bà Phượng để không phải trả nợ. Nạn nhân vùng vẫy chống trả rồi kêu cứu. Lúc này hàng xóm của Trinh nghe tiếng chi hô nên chạy sang để can ngăn. Sau đó, bà Phượng trình báo công an. Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi Trinh bị bắt, gia đình Trinh đã trả toàn bộ 45 triệu đồng cho bà Phượng.